cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, thực phẩm là một trong nhiều hàng hóa chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường trong nước. Hạ giá thành sản phẩm đi đôi với nâng cao quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm được coi là yếu tố cần thiết để thực phẩm Việt Nam tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nơi tiêu thụ thực phẩm chế biến lớn nhất cả nước, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến cũng như nguyên liệu cho bữa ăn hàng ngày đang được tăng cường. Các lò mổ thủ công nhỏ lẻ đang được tập trung vào các lò giết mổ công nghiệp để có thể kiểm soát tốt hơn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề án nhận diện kiểm soát nguồn gốc thịt heo tới đây được thành phố triển khai cũng nhằm minh bạch thông tin của thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là yếu tố mà các doanh nghiệp chế biến thực phẩm quan tâm. Cái yếu của mình hiện nay đó là cái sản phẩm của mình từ trong nguyên liệu chưa được truy xuất nguồn gốc. Cho nên cái việc mà tiến tới để phát triển lành mạnh, để phát triển tốt hơn á, thì bắt buộc phải đi đến vấn đề truy xuất nguồn gốc. Tức là cái nguyên liệu phải được xác định rõ ràng được ở đâu sản xuất, bằng cái con giống như thế nào, bằng thức ăn gia súc như thế nào và chuyển đến giết mổ và chế biến. Cùng với việc đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, thì quá trình phân phối tiêu thụ thực phẩm cũng phải đảm bảo đồng bộ. Đây cũng là điểm yếu của không ít doanh nghiệp Việt Nam vốn có quy mô không lớn. Trong khi đó, đầu tư cho cả một quy trình đảm bảo chất lượng thực phẩm lại không hề rẻ. Tính chất riêng của hàng đông lạnh thì việc kiểm soát cái quá trình lưu thông bảo quản trong cái quá trình vận chuyển thì nó rất là cũng là có nhiều khó khăn. Tuy nhiên để mà đảm bảo chất lượng và đến tay người tiêu dùng thì chúng tôi đã triển khai kiểm soát luôn cái quá trình vận chuyển, nhiệt độ của xe và cái quá trình bảo quản tại cái kho trung chuyển và bảo quản trên cái quầy, trên cái kệ hàng. Hiện nay, ngành thực phẩm trong nước kể cả chế biến và tươi sống đều phải chịu sức cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm ngoại nhập, như là trên hai yếu tố giá cả và an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo tính toán của nhiều chuyên gia, giá thành sản xuất thực phẩm cần phải giảm từ 15 đến 25% so với hiện tại, thì sản phẩm từ chăn nuôi nước ta mới cạnh tranh được ngay trên sân nhà khi các rào cản về kỹ thuật được dỡ bỏ. Cùng với đó, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo theo các quy chuẩn quốc tế mới có thể giúp thực phẩm chế biến trong nước hội nhập sòng phẳng. Mới đây, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản đã công bố kết quả giám sát cho thấy từ tháng 7 đến tháng 10 không phát hiện chất cấm sabutamol trong thịt kiểm nghiệm. Đây là điều đáng mừng trong việc đảm bảo nguyên liệu chế biến và tiêu dùng lâu dài hơn tất cả các tạp chất ảnh hưởng tới vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được loại bỏ. Phải làm được hai việc, một là kiểm soát các cái chất độc hại trong nước uống và trong thức ăn đối với vật nuôi. Thứ hai nữa là ra những cái văn bản pháp lý, pháp quy về các cái chất cấm sử dụng tại Việt Nam và tổng hợp những cái chất cấm ở trên thế giới để không cho phép sử dụng tại Việt Nam. Hiện nay, Bộ Công Thương đang kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án nâng cao giá trị nông sản, trong đó có thực phẩm, trên cơ sở tăng cường chế biến sâu, tăng giá trị gia tăng cho thực phẩm. Điều quan trọng nhất để nâng cao hơn sức cạnh tranh của thực phẩm trong nước là đảm bảo an toàn thực phẩm, trên cơ sở minh bạch nguồn gốc, xuất xứ. Đây cũng là cơ sở để ngành thực phẩm trong nước đủ sức cạnh tranh, tiến tới mở rộng thị trường trong quá trình hội nhập. Năm 2015, gia đình ông Trần Văn Miến ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội bắt đầu mở trang trại chăn nuôi lợn. Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, có thêm kiến thức về chăn nuôi, ông Miến đã mạnh dạn đầu tư mở rộng trang trại